Rồi hôm nay em đóng gửi hàng dây đai inox bên đẹp. Và khóa đai inox bên đẹp ha. Đường kính là 3/4 inch 19 ly ha. Inox 201 stainless steel 201 ha. Hàng chính hãng của bên đẹp ha. Đây. Và đây là cuộn dây đai. Cuộn dây đai nặng lắm rồi. Dây đai bên đẹp. Và dây đai nó nguyên cuộn chuẩn vậy, và mình chỉ cần đếm cái hộp khóa đai này đủ trăm con thôi. Đó mới phụng. Đây là khóa đai của nó. Nó sẽ đóng để chữ Bandit nè, khắc lên nè. Bằng tay lên nè, hàng xuất xứ của Trung Quốc. Bandit sản xuất tại Trung Quốc. Đây nóc 201. Hồi xưa thì hàng Bandit này là nó có nhiều nguồn, ví dụ như là được làm ở Anh nè, Đâu Âu, ở In Lâm rồi, xong rồi nó sẽ ship về ở Singapore, xong rồi bắt đầu nó phân phối thì tất cả. Nhưng mà bây giờ ở khu vực châu Á này là đa số là xuất xứ ở Trung Quốc. Đến cái này lâu quá. Nhiều rồi. Rồi. Và bây giờ em đếm lại ha, đủ 20 con ha, lại nãy thằng quỷ đó đếm lộn. Nè, ở đây 5 nè. 5 nè. 5 nè. 5 nè. Thôi đếm đi. 1 nè, 2 nè, 3 4 nè, 5 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 rồi, 5 hết nha. Rồi, giờ đóng video.